cổ kỳ quá nhỉ. Này bao tiền anh? Dạ. Này bao tiền? Con này à? Vâng. Con này rơi vào tầm khoảng 40 triệu. 40 triệu. Liêm ơi. Đẹp quá nhỉ. Ôi, có cái tùng hay quá. Không đẹp. Đẹp. Việt Nam bonsai. You like it? Yeah. Giấy tím đẹp. Giấy tím này. Một đôi giấy tím. Kéo một con đấy nha. Sùng. Giấy tím này đẹp quá. Đấy, gốc này. Con hoa giấy đẹp quá nhỉ. Con hoa giấy đẹp quá nhỉ. Bao tiền con này đây anh? Này chắc ở trên tầm 2-3 triệu đồng. Giấy tím đẹp. Bưởi đấy đúng không? Bưởi hay nhỉ, có cành vuông hay nhỉ. Đây là tự nhiên đúng không anh? Có nắn nắn đôi tí ở cái cổ kia. Bưởi. Con hoa giấy là bao nhiêu bác? Cây hoa giấy 12 triệu. 12 triệu. Rẻ. Bác nhỉ? Mình bán giá hợp lý. Nói thì cao. Bên là... kia quát kinh khủng lắm. À, kia chứ. Rồi. Cái này thì mình mới nói bình dân cho anh em đấy. Rồi. Cái cao. Cái này mình cao còn mất công người ta. Mình còn ngồi đến đây bao lâu đây? Mình chắc cái gì mà. Cái này mà mua thì có vận chuyển cho ông hay là tự túc? Thất rồi. Thất rồi. Cái đấy nếu anh em ok thì mình bớt cho bạn tí để lấy để xe về, quan trọng gì nghiên cứu đó. Thì mình đây thì chuyển cũng được. Quay kỹ cái đã. Rồi. Mình để đó hợp lý. Con kia cũng của anh đúng không? Con đấy của mình thôi. Con đấy bao nhiêu anh? Con đấy 10 triệu. Đấy. Hòa dã man. Mình từ đâu lên đi anh? Mình ở Ninh Bình. Ai à? Cũng hơi xa anh nhỉ. Ninh Bình. Bình. Còn mà chú Thủy cũng hoành tráng ấy. Ôi. Bưởi một Tết mà có quả thì tuyệt vời. Bưởi nào cũng có quả hết. Đúng rồi, nó có quả ấy. Bưởi này thì dễ có quả không? Không to. Đang bảo à. Đây còn giấy tím nữa. 10 triệu. Bệ dễ thì hơi non. Ăn đi, 7 triệu rưỡi. Giá nó rất là hợp lý, tôi nghĩ là rất là hợp lý. Mình có thể bớt thêm chút nhưng mà với cái mức giá như thế thì bác chủ cây bác đưa ra thì rất là hợp lý rồi.
xoáy ôm đá. Đã hai cây đang cực kỳ rực rỡ. Kia là con này là con phượng hay là điệp này, nhìn cái lá điệp. Vâng, quay về ấp sau anh. Con hoa giấy này hay quá nhỉ. Của nhà mình anh. Cổ kỳ quá nhỉ. Con này bao tiền anh? Dạ. Con này bao tiền? Con này à? Dạ. Con này rơi tầm khoảng 40 triệu. 40 triệu. Liêm ơi. Đẹp quá nhỉ. Ôi, ôi, có cái tùng hay quá. Không phải đẹp. Đẹp. Việt Nam bonsai. You like it? Yeah. Cụm rừng Mai Chiếu Thủy này. Ít người làm rất là hay. Nhiều cây đẹp quá. Đây chắc là phim dịch. Rồi bao nhiêu? Không to lắm này. Không to lắm mà ba sai lắm thì được. Của mình con trai của mình hết đây. Dạ vâng, của em hết đây. Mình ở từ đâu lên này? Phúc Thọ, Hà Nội gì? Hà Nội. Thì gần em Thạch Thất. Đúng rồi, gần Thạch Thất. Thế tí nữa chắc xin số hôm nào qua. Qua tận vườn. Đoạn rừng này hay quá nhỉ? Mà chữ thủy ít người làm rừng lắm mà này thành rừng hay. Đúng kiểu rừng đấy. Đẹp hơn cả rừng tùng. Phúc Thọ. Hôm trước ra ít cây, hôm nay nhiều cây đẹp thế. Từng vi đẹp đấy. Có cây tử này hay đấy. Tường vi. Tường vi. Ông khách nước ngoài của nãy ông thích cái cây cụm rừng Mai Chiếu Thủy. Cực kỳ là đẹp. Đấy. Đấy. Quá đẹp. Bác không mặc mặt ở đây nhìn cái này thích lắm. Bệ thì thôi, như thế là cũng chơi được rồi. Cái thân với cái tài sản của nó mỹ mãn.
Đào tiền, không phải đào tiền đâu. À, hoa giấy. Giấy lửa. Nhìn như cái đào tiền. Chắc đang có cuộc giao dịch nào đây. Lạc trong rừng. Lạc trong rừng nghệ thuật. Xem bác kia, bác kia cắt tỉa cái thông. Đấy, cái thông đẹp. Tây nó còn mê nữa là mình. Được sáng rồi. Đây, lại gặp lại cái cây mục quế mà từ đầu tôi thích này. Nhìn lại nó một lần. Quá đẹp. Bán rồi cũng được nhiều. Nhau cây. Có bán đấy. Thông đẹp anh. Cũng như bán một cái cây mấy chục triệu. Thế còn bán cả cây thì như nào anh? Bán cả cây chắc thì mấy triệu. Còn chắc bách diệp à? Quá đẹp. Vừa đã nhìn thấy ngoài đường, bây giờ mới vào đây. Để nó phải ngồi bắt tới thì nó đẹp. Nó đúng rồi. Chắc bách diệp mà ông làm được như này. Quá kỳ công. Ông ngồi thì thường ngồi dưới tán. Nó đang chơi đàn. Trên đấy thì hơi nắng. Thì nó oai hùng. Nhưng mà ngồi chỗ kia thì vẫn hơi sát. Dịch ra tí thì hợp lý hơn. Ở dưới tán. Nhưng mà nó mơ ước của mình cả đời cây này rồi. Không ấy được, không có gì để chê đâu. Chỉ có cái ý tưởng của mình là như thế thôi. Chắc bách diệp. Chưa thấy cây chắc bách diệp nó đẹp như này. Kỹ đi. Ừ, đẹp đến từng tay tán. Bởi cái tán của cái chắc bách diệp này nó rất là đặc trưng, rồi nó vẻ vẹt như này này, nên làm để làm cái bông như này nó rất là nghệ thuật. Chắc bách diệp là cái thân lũa mắm đá đặt trên một cái nôi kiểu cảnh như này vĩ đại. Đây nhìn cái gốc. Gốc của nó có tí dễ mà nó lên sống kinh. Ôi nguyệt quế đẹp đấy. Nguyệt quế gốc to thì trong Nam nhiều. Cái này như mình này. Đó. Cái đất này cũng phải miền Nam. Đúng rồi, ông bây giờ miền Bắc thì nhiều rồi. Nhưng ngày xưa chỉ có miền Nam có. Dạ. Còn cái con kia thì như nào anh? Bao nhiêu? Thích cái con ấy từ đầu triển lãm rồi. Đấy. Nó chuẩn. Nó chuẩn chuẩn cả bữa mấy mặt luôn. Nhìn rất là thích. Đâu đấy, đồ nhiều tiền. Chỉ thích đồ nhiều tiền, khổ đấy. Còn cây vú sữa này bao nhiêu anh? Quay lại cây vú sữa đi. Anh ra cây vú sữa này bao nhiêu anh? À đây ạ. Bác cả ơi, cây vú sữa này bao nhiêu đấy ạ? Không nhận tiền.
ai đến cũng phải trầm trồ cây bách diệp. Hết ngày mai là hết triển lãm rồi các bác, hôm nay phải cố mò ra, ngày mai sẽ có mò ra tí nữa, không có thì chẳng bao giờ mới xem mấy cây này. Bởi vì lần trước tôi quay nó chưa được nhiều cây như này, hôm nay ra lại thêm những cây mới. Đấy, một cặp mò giấy này, mò giấy này. À, con hoa giấy tiếp. Con này chưa kỹ lắm. Rất nhiều những con hoa giấy đẹp. Đấy, hoa giấy đấy nhá. Nhìn tưởng là quá, ống kính không đủ. Đây, nhìn cái bệ đá nó kinh chưa. Đây. Ok, để sang cái ống kia quay tiếp.